Sau anh Nhật xin chào cả nhà. Tiếp theo clip này em lại giới thiệu với cả nhà một con máy lọc khí Daikin MCK70. Trước khi giới thiệu thì em nói cho quay cho các bác sơ qua về địa chỉ của em nhé. Địa chỉ em ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Số điện thoại và Zalo của em ở trên cái số điện thoại 559 này thôi nhé. Ở đây là một cái con Daikin MCK70. Đấy, như các bác thấy thì hình thức của nó nguyên bản còn khá là đẹp. Nhiều bác mua hàng thì có nhắn tin hỏi là tư vấn là ba hãng Daikin, Sharp, Vana thì hãng nào tốt hơn. Thì cái câu trả lời thật sự ra nó rất là khó trả lời. Rồi về cái chất lượng máy ấy, chất lượng về cái độ bền bỉ thì nó thật là cũng không ai khẳng định được hãng nào tốt hơn đâu ạ. Nhưng mà trong mỗi một hãng thì sẽ có những cái máy thế mạnh của người ta, của một hãng đấy. Cho nên là mình cũng so sánh nó rất là khó. Đấy. Ví dụ như nếu mà nói về cái phân khúc tầm 2 triệu thời điểm bây giờ 2 triệu các bác nhé, thì thật sự một con Daikin này thì nó cũng khá là hay đấy. 2 triệu sáp cũng mua được, có những cái con máy nó cả phím cảm ứng đấy. Đây những cái con phím cảm ứng này em bán là 2,1 triệu này, Yon 25.000 đấy. Đấy nó tùy tâm lý từng người thôi, nhưng mà cái Daikin thì nó có một cái ưu điểm hơn tất cả các hãng khác là đối với các cái model đồng hồ này thì là như các bác biết đấy, em giới thiệu nhiều rồi, là ngoài cái màng HEPA này ra thì nó còn có hai cột lọc tĩnh điện hai bên này. Đấy mà tất cả các hãng khác đều không có. Đây nó là cái ưu điểm vượt trội của cái hãng này, của cái chiếc dòng máy hãng này, nhưng mà chỉ có một vài model là có thôi nhé, các bác nhé. Đấy, còn các model rẻ thì nó không có đâu. Model này bản thân nó cũng là những model đắt tiền đấy, nhưng mà theo thời gian thì nó rẻ đi thôi. Còn bản chất của nó thì vẫn như các cái cấu tạo như các máy đời mới bây giờ thôi. Cái con này màng HEPA zin của nó vẫn còn khá đẹp, cái vấn đề nguyên nhé. Màng HEPA vẫn còn rất là đẹp. Cho nên để nguyên. Chiếc này hiện tại bên em bán có 2 triệu thôi, bảo hành 1 năm. Dùng chung lọc khí nó lành bền lắm, chẳng có gì hỏng nữa, bảo hành 1 năm. Các bác yên tâm dùng. Máy đấu biến áp điện 220V rồi, cắm thẳng điện lưới Việt Nam mình là dùng luôn, rất là tiện. Đấy. Không cần phải qua một biến áp nào rồi các bác nhé. Không cần cắm lỉnh kỉnh bên ngoài, thanh timer khử khuẩn. Còn rất là mới. Nói chung là mọi thứ hoàn hảo, hoàn chỉnh. Một con máy lọc khí khử mùi bùa Daikin MCK70. Dùng được cho phòng khoảng 50m2. Cái này 50m2. Đây, bình nước này rất là lớn này, bình nước lớn. Màn tổng hợp đây các bác nhìn một con máy đấy. Cứ bảo đời này đời kia nhưng mà thực ra cái chất máy hàng bãi nó rất là lạ. Có những con đời cao chứ chắc đã đẹp bằng con đời thấp đâu. Đây con này màn tổng hợp zin này các bác này, còn đi mới luôn, xốp chưa có tí vôi này. Đấy, nói về 2 triệu thì thật sự đến thời điểm này thì theo như em đánh giá thì nó là một con máy khá là hay, đầy đủ tính năng. Đồng hồ này báo phần trăm độ ẩm thôi nhé, mã số 12 này, các tính năng eco, các thứ đầy đủ, lọc khí bù ẩm, đầy đủ hẹn giờ, tắt bật đèn này con này, khóa trẻ em giữ 2 giây thì khóa, eco, khóa trẻ em rồi. Đây cô tiết kiệm điện. MCK ACK 70 73W thôi nhé. 011. Đấy, cái chiếc này nói chung là khá hay. 2 triệu thôi ạ, bảo hành 1 năm, báo phần trăm độ ẩm số điện tử các bạn ơi. Để bên này báo cảm biến bụi, bên này báo cảm biến mùi. Rất hay các bạn nhé. Giá 2 triệu bảo hành 1 năm. Chi phí vận chuyển. Chào các bác.